All of us. 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 All of
Hello và chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ 5 thôi. T-Boy đang là người cầm rách một bài khung nhà, đánh tương đối khỏe. Bây giờ thì Maxe bắt đầu có ý, nhưng con đi lầm lũi đến từ Maxe là rất khó chịu. Bây giờ không biết là nó có giáp hay chưa, có giáp thì thôi. Mình chưa có giáp, nó có giáp thì thôi. Tốt nhất là thôi nhỉ. Còn nó không có giáp là vào bắn bổ luôn. Đấy, máy của cái thủ No 1 xem, thở được không. Có được 32 đến từ cái thủ No 1, tương đối ổn. Đang hai nhà đang ôm nhà cái thủ màu hai nhảy sông, nhưng hai vẫn chưa nhảy sông, tạm thời vẫn đang bơi ngửa. Đây này, tên này đây, đấy vào làm hai con lại chạy ra, lại chạy ra. Vẫn cắm được quả E cuối cùng, rất quan trọng. Đây màn hình máy của No 1, tham lai vẫn giữ được bài. Ấy 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 ấy. Ở đây T-Boy 27. Liên tiếp đến những đơn vị quân của thủ 16 là phía bên trong. Rất mất tài. Ăn lại vàng, ăn lại vàng, thiếu vàng trầm trọng đấy, hụt vàng nhiều quá. Đang câu giờ để có thể ăn được quanh ruộng. Trong khi đó thì bên đó họ vẫn đang ăn quanh ruộng của mình. Khó chịu. Đây nó 1-34. Cả hai mặt luôn, cả hai mặt. Mùa 6 khả năng đi xa luôn tuần này. Nếu cái thủ mùa 3 lao được vào phía trong, tức là thủ nó 1 lao được vào phía trong, mùa 6 khả năng đi xa luôn. Rồi vào được phía bên trong rồi. Boy 27. Còn nó 1 là 30. Vẫn là quả về rất nhanh. Samurian thì càng ngày càng to. Tỷ số là 1-0 ở trong trận đấu thứ 5.